Vâng, em vừa mới đăng cái con máy Tescom mà bán xả cho một bác khách thì bác ấy đã nhờ bán hộ ấy. Thì cũng có ba bốn bác khách khác cũng đang hỏi về máy xay sinh tố. Thì em cái dòng đấy thì 290.000 thì thực ra là được xả đã quá rẻ rồi. Vâng, đấy. 390 các bác ấy đặt 100 còn 290 ấy, em bán xả rồi. Đấy, em kiếm một con của dòng Hitachi nhé. Dòng này chạy cực khủng luôn. Chạy thì phải nói là máy chạy rất đầm. Đấy, giá thì của nó là 350.000 nhé. 350.000. Đấy. 350.000 con này. Thôi để cho các bác là để cho các bác con này là thôi cũng để cho bác là 290.000 đi nhá. Để cho bác là 290.000 đi. Đó. Bác nào lấy thì alo cho em nhá. Đó. Dòng của Hitachi thì đỉnh cao luôn rồi đấy. Đây nào. Đó. Đấy. Hôm nay chạy cực cực kỳ ấy luôn nhá. Đó. Đấy thì mấy bác vừa hỏi em thì cái con máy Tescom kia nhá. Thì Tescom kia thì bác nào lấy thì con này nhá. Vâng, em cũng còn sót con này thôi. Đó. Bác nào lấy thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cái này các bác lưu ý là điện 100V nhá. Vâng, giá quá bèo luôn bằng vài bát phở. Ok, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.